Chương trình mừng lễ mùng 2 tháng 9 các bác ơi, mua 1 tặng 1, trời ơi rẻ quá, tặng quà cả 100.000 luôn nhá. Ngày hôm nay lên luôn cho em này một vài mã máy mài cực kỳ chất lượng luôn giúp em. Và phải nói là an toàn, còn có chức năng thông minh phục vụ các bác khách hàng em. Dù mọi người là thợ thuyền chinh chiến công trình lâu năm rồi hay các bác mới vô nghề thì em thấy thực sự là cái tính năng thông minh này khá là cần thiết nhá. Rồi mọi người có thể tham khảo cho em. Rồi thì trước mắt mọi người đây thì sẽ là ba cái mã sản phẩm máy mài của Hoka. Thứ nhất sẽ có tính năng chống tự khởi động lại, thứ hai khởi động mềm và thứ ba là có chỉnh tốc luôn giúp em nhé. Đây, con này em đang cầm tay thì sẽ là con mã máy mài 5055CT các bác ạ. Thì con này cũng là một trong những mã sản phẩm khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Lý do đầu tiên là giá cả hợp lý đấy. Giá cả hợp lý mà có cả ba tính năng thông minh phục vụ khách hàng em. Mới về hàng thôi nhưng mà nó nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đây em sẽ cân thử cho các bác khách hàng em luôn. Ba mã máy này, thứ nhất là con 5055CT này, thứ hai là con 950 Pro và thứ ba là con 1100W, là con 1100 Pro. Thì ba mã máy này đều có tính năng chống tự khởi động lại, đều có tính năng khởi động mềm và đều có tính năng là chỉnh tốc nhá. Rồi thì đầu tiên cho em, con này là con 5055CT này, đều có 6 cấp chỉnh tốc nhá, 6 cấp chỉnh tốc. Logo Hoka là logo dập nổi. Đây em sẽ cân thử luôn này, một cái dây ngủ của nó chắc khoảng tầm 3 mét mọi người ạ. Đây, cân thử luôn xem là nó nặng bao nhiêu kg nhá. Con này một cái máy không, máy không nhiều em này, 1 cân 4, 1443, ý là khoảng là 1 ký rưỡi ạ. Đó, 1443 cho em ấy đang trong dưới này. Đây. Đó, 1450, đó gọi là gần 1 ký rưỡi cho em. Chưa có dụng cụ chắn này, chưa có tay cầm phụ và chưa có tay mở lưỡi. Nếu mà cho các cái phụ kiện này vô thì nó vô khoảng tầm là 1 ký 650 các nhá. Đó, ví dụ cho cả dụng cụ chắn lưỡi này, tay cầm phụ, tay mở lưỡi vô thì khoảng tầm là 1 ký 650 gram, 60 gram. Đó, em đo vào cân điện tử thì chắc chắn rất là chuẩn rồi. Đây, con này có 6 cấp chỉnh tốc thì các bác có thể tùy điều chỉnh trên lúc nguồn cho em. Đây, xoáy điều chỉnh trên đây cho em. Và công tắc là công tắc trượt đẩy. Đó. Và con này có chức năng chống tự khởi động lại là khi các bác nhà em này đang mài cắt các kiểu mà mất điện, sau đó có điện trở lại thì máy cũng sẽ ngưng không hoạt động luôn giúp em nhé. Đây, em thử cắm vô nguồn này, cắm vô nguồn cho các khách hàng em luôn này. Rồi, đầu tiên sẽ là tính năng khởi động mềm này. Đó, đầu tiên là sẽ quay từ từ 3 giây sau đó mới quay max số tốc độ. Đó chính là tính năng khởi động mềm. Thứ hai cho em là chỉnh tốc này, 5, 6 này. Đó, 6 cấp điều tốc khá là ok nha. Trời ơi, cực kỳ là ngon luôn các bác ạ, mô tự động 100%. Đã có video em khui rô ruột của máy cho mọi người xem thử luôn rồi. Hàng công ty, hàng chính hãng, ngày hôm nay giá lại còn rẻ mọi người ạ. Rồi, con này là công suất là 900W nhá. 5055CT công suất là 900W, lưỡi là 1 tấc và dây nguồn của nó sẽ là 3m. Ngày hôm nay giá sale cho mọi người chỉ có là 570.000. Và khi các bác mua một máy này thì mọi người sẽ được tặng kèm thêm một viên đá cắt kim cương. Chương trình ngày lễ mùng 2 tháng 9 giá sale rẻ phục vụ tất cả khách hàng nhà em. Còn ngoài ra thì có những công mã công suất lớn hơn. À, con 5055CT này thì công ty họ bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc các bác nhá. Ngoài ra thì đây là hai cái mã sản phẩm phải nói là hết hàng cực lâu rồi. Đợt này là mới về thêm hàng để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em thì các bác có thể tham khảo luôn. Con này là con 950 Pro và con này là con 1100 Pro cho em. Hai công suất, bản công suất lớn hơn phục vụ các bác anh em, các bác chinh chiến công trình này. Muốn cái thon gọn, con này nhìn của nó sẽ thon gọn hơn, nó dài hơn nhá. Nó sẽ trông dài hơn đây, đó nhìn của em này. Nó sẽ trông dài hơn nhưng mà nó sẽ trông nhỏ hơn luôn. Đó, các bác có thể tham khảo luôn. So sánh ba con máy xong rồi tùy mình túi tiền mình thế nào, tầm tiền mình ra sao, mình có thể lựa chọn một con máy hợp lý. Đây em sẽ cân luôn. Đồ em đang cầm là con 950 Pro. Con này thì với công suất là 950W nha. Lưỡi là lưỡi 1 tấc và vòng tua là 11.200 vòng 1 phút. Theo thông số nó sẽ ghi là 1,7 ký và em đo thực tế luôn. Rồi, đo thực tế luôn cho mọi người nhá.
đo thực tế nếu mà riêng một cái máy này không này, các bác thấy không? Trời ơi, 1 ký 665g. Đây, nhìn hộ em luôn. Đây là máy không, chưa có dụng cụ bảo vệ gì cả. Thì em cho thêm cái dụng cụ bảo vệ này, tay cầm phụ và tay mở lưỡi đầy đủ vô đây, xem này. Đó. Trời ơi, khoảng tầm là 1 ký 860, gần ký 9 luôn. Còn để không máy móc thế này không mà nó đã gần ký 7 rồi mọi người ạ, thì biết chắc chắn là chất lượng nó như thế nào. Đặc biệt luôn, con này công ty họ bảo hành cho mình là 1 năm, bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc, quá đã luôn. Vucano dập nổi, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Và đặc biệt con này là còn có 7 cấp nhá. Con này là 7 cấp chỉnh tốc, 6 này phải sang mắc này, 7 cấp chỉnh tốc tùy điều chỉnh phía dưới giúp em. Có chống tự khởi động lại, có khởi động mềm, cắm vô nguồn xem cho mọi người. Ồ, ok này. Rồi. Đó, nó quay từ từ 3 giây thôi, có nó quay móc cho tốc độ nha. Đây. Tốc số 1 cho em này. 2 3 4 5 6. Móc luôn. Khỏe cho mọi người. Đó. Quá khỏe luôn mà motor đồng 100%. Đặc biệt công ty họ còn bảo hành cho mình 1 năm thì mình yên tâm sử dụng luôn rồi. 950 Pro mua một máy, em kỷ niệm các bác một viên đá cắt kim cương chương trình mùng 2 tháng 9, giá chỉ có 670.000 bao ship. Và bảo hành cho mọi người là bao nhiêu? Bảo hành cho khách hàng nhà em là 1 năm trên toàn quốc luôn mọi người nhá. Ngoài ra công suất lớn hơn nữa. Đây, mã này nó hết hàng rất là lâu. Hai mã này phải nói là hết hàng cực lâu. Đợt này mới về thêm hàng để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em. Thì mọi người có nhu cầu có thể nhanh tay nhá. Thiết kế nó khá nhỏ gọn, cầm cực kỳ chắc tay luôn. Con 1100 Pro nó khác lạ với mấy mã khác là nó có cái phím này, có cái phíp, phíp bằng kim loại ở vị trí tản nhiệt. Đó, tản nhiệt cực kỳ tốt luôn cho em. 1100 Pro thì tương ứng với cái tên của nó sẽ công suất là 1100W và vòng tua là 11.500 vòng 1 phút các bác nhé. Thì em sẽ bỏ vô cái cân điện tử để em thử xem là cái con này nó, cái máy không của nó là nó sẽ nặng bao nhiêu kg nhá. Ôi chà. Đây nha. Nhìn hộ em này. Con này máy của nó ghi là 1 ký 7. Rồi, chuẩn luôn. 1 ký 713 g. Em đo cân điện tử rất là chuẩn luôn. Đây còn có các cái dụng cụ chắn vào nữa, chắc khoảng tầm hơn ký 8 luôn này. Đó, các bác thấy không? Trời ơi, vô hẳn ký 9 luôn giúp em. Nguyên cái máy đã nặng khoảng hơn 1 ký 7 rồi mà con này bảo sao ạ? Con này công ty cũng vẫn bảo hành cho mình là 1 năm. Bảo hành cho mình là 1 năm trên toàn quốc, các bác thấy chưa? Rồi, 1100 Pro bảo hành 1 năm luôn cho em nhá. Con này tản gió tản nhiệt cực kỳ tốt, có phíp kim loại như này rồi. Thiết kế tay cầm khá nhỏ gọn. Chống tự khởi động lại này. Có khởi động mềm và có 7 cấp chỉnh tốc luôn. Ví dụ con này nhá, em đang bật máy, ba mã này đều có tính năng này, chống tự khởi động lại, đang bật máy như thế này mà các bác cắm vô nguồn điện thì máy cũng sẽ không hoạt động luôn cho em. Đó. Đó, nhưng ai không biết để bảo là máy hỏng nha, không có nha, để chức năng chống tự khởi động lại. Bật tắt đi, bật lên cho em. Đó, ok. Nó quay từ từ sau đó mới quay max từ tốc độ nhá. Đây, tốc số 1 cho em này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mắc luôn các bạn. Wow, con này quá đã. Con này thợ chuyển thì chính công trình đảm bảo ngon và rất là khỏe luôn mọi người nha. Con 1100 Pro thì khi mua một máy này, các bác sẽ được tặng kèm một viên đá cắt kim cương lưỡi 1 tấc. Đó, chỉ giá cả 100.000 luôn. Và con này thì tới tay khách hàng nhà em là 770.000. Em bao ship và bảo hành 1 năm trên toàn quốc mọi người nhá. Thì sau đây này, ba con máy này đều có tính năng chống tự khởi động lại, đều có khởi động mềm và đều có chỉnh tốc. Đó mọi người ơi, thì các bác sẽ cùng em test thử tính năng chống tự khởi động lại cho mọi người xem thử luôn nhá. Thì đây em đã lắp ba con máy vô nguồn điện. Đây là hai con máy, con 5055CT này, con 1100 Pro và một mã máy mài khác lắp cắm vô nguồn điện để test thử tính năng chống tự khởi động lại. Thì con này là không có tính năng chống khởi động lại, còn hai mã này thì có nhá. Thì em sẽ test thử luôn. Đây, em sẽ bật cả ba mã lên, sau đó là em ngắt nguồn điện đi và có điện trở lại xem là máy nó như nào nhá. Rồi, ok, em đã ngắt nguồn điện này. Và em sẽ có điện trở lại cho mọi người xem luôn nhá.
Với con máy không có tính năng chống tự khởi động lại thì nó sẽ bị ngắt, à sẽ bị gọi là khi mà có điện trở lại thì máy sẽ quay. Như vậy thì nó sẽ không an toàn cho người dùng. Còn đây hai con má này vẫn đang bật máy, vẫn để nút bật nhưng mà nó không hoạt động, các bác tắt đi mới hoạt động luôn cho em nhá. Phải đó là tính năng chống tự khởi động lại cực kỳ an toàn cho người sử dụng luôn mọi người ạ. Thì ngày hôm nay nếu các bác có nhu cầu với mã nào, rồi ba con máy này 95055CT này, giá là 570.000, em bao ship tặng kèm một viên đá cắt kim cương trị giá cả 100.000 này. Rồi 950 Pro 670.000, bao ship và tặng kèm một viên đá cắt kim cương. Rồi là con 1100 Pro giá 770.000, tặng một viên đá cắt kim cương luôn giúp cho mọi người nhá. Thực sự luôn này, ba mã này em thấy là chất lượng ổn định mà giá thành ok la luôn. Thì các bác có nhu cầu mã nào cần một con máy có chức năng thông minh để mọi người làm được cho an toàn thì mọi người có thể tham khảo cho em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 này 826628 hoặc 0369826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, mọi người ở gần qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Em xin chào tất cả các bác ạ.